Như ở video trước, bà con cũng đã tìm hiểu và nắm bắt được tổng quan về hươu. 3 phút nông nghiệp xin mời bà con đến với phần 2 về cách chọn con giống chất lượng và kỹ thuật phối giống cho hươu. Trước hết, về ngoại hình phải chọn được những con đực có ngoại hình tổng thể đẹp, khỏe, cân đối và có nhiều đặc điểm của con đực. Cần phải đánh giá một cách chi tiết qua các chi tiết sau đây. Hươu đực có mặt rộng, vần tráng nhô cao, hai xoáy chán cao và cách xa nhọc. Cặp sừng thể hiện sức mạnh của con đực. Nếu hươu đã có sừng thì hai cặp sừng phải tạo thành hình chữ V mà đỉnh càng rộng càng tốt. Những hươu có cặp sừng gần như song song là kém, ít nhung. Hươu đực có khuôn mặt ngắn, thô và gần guốc, mắt sáng, mí mắt dài dặn, nhìn nhanh nhẹn, linh hoạt và mạnh mẽ là tốt. Cổ ngắn, to, rộng, trông có yếm, mình thon, mình ngựa, lưng phẳng, chi lưng rõ, kết hợp hài hòa, cân đối. Chân ngắn vừa phải và mập, luôn đi bằng 4 móng, không đi bằng bàn chân. Những con mà hai chân sau thấp hơn hai chân trước quá nhiều, chân khẳng khiu đứng cụm lại, khấu đuôi thấp thì không bao giờ cho khả năng cho nhiều nhung và khả năng phối giống cũng rất kém. Thứ hai, về chọn hươu cái. Khi chọn con cái, ngoài phần theo dõi lý lịch thì những đặc điểm về ngoại hình sinh sản của hươu cái phải được quan tâm đúng mức. Cần chọn theo huyết thống và theo lý lịch, tránh cận huyết. Khi chọn thì cần phải tìm xác định lý lịch rõ ràng, ít nhất là một vài đời trước đó. Có như vậy mới tránh được những nguy cơ về đồng huyết. Giá hươu cái thường rẻ gấp 3 đến 4 lần hươu đực. Chọn hươu phải xem xét kỹ con mẹ về lịch sử phối giống, sinh đẻ, khả năng chăm sóc còn tốt, nhiều sữa, đẻ 1 năm 1 lần. Khối lượng sơ sinh của hươu cái phải từ 3kg trở lên. Ngoại hình cần cân đối, hài hòa giữa các phần cơ thể, thể trạng của giống cái, đuôi luôn phè phẩy, mắt sáng. Đầu hươu cái nhỏ, thành, mồm rộng, tạp ăn và mắt có bộ lông màu nâu hoặc khùng nâu. Những con vành mắt trắng, bạc thì thường nuôi con kém, thậm chí không biết nuôi con. Cổ phải thon dài, đầu và cổ phải kết hợp hài hòa, mặt thanh, đẹp, trông sáng, nhanh nhẹn và linh hoạt. Thân mình trung cân đối, lưng thẳng, chỉ lưng rõ ràng, bụng gọn, hông rộng, mông tròn và nở, xương hậu to, dễ đẻ và không bị dị tật. Những con mà không cân đối, bên cao bên thấp có thể bị gãy xương chậu từ nhỏ, sẽ rất khó sinh đẻ. Chân thấp vừa phải, chân sau không quá thấp so với chân trước. Về động dục, thời điểm động dục của con cái thường từ tháng 4 đến tháng 9 dương lịch hàng năm, tùy vào từng mùa và cá thể và thời điểm có thể sớm hoặc muộn, vài chu kỳ. Điều quan trọng là người nuôi phải nắm được thời điểm động dục đầu tiên của con cái. Theo kinh nghiệm ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, thời điểm đó thường dao động quanh kỳ con cái hàng tháng. Sau đó, cứ theo chu kỳ động dục, từ 18 đến 20 ngày, hươu lại động dục trở lại mà không theo chu kỳ con nước nữa. Các biểu hiện động dục của con cái, ngơ ngác, ít ăn, đi vòng quanh chuồng, nhiều hơn với thái độ luôn nhòm ngó, tìm kiếm, đuôi luôn phè phẩy với nhịp điệu nhanh hơn, hay cà vọng chuồng, âm hộ sừng đỏ, có niêm dịch nhầy chảy ra. Con cái thời điểm này không sợ người, rất lì, dạn, thậm chí xô cũng không đi. Thời gian như vậy diễn ra trong vòng từ 1 đến 3 ngày, trung bình khoảng 30 tiếng. Khi đã có hiện tượng đó, nếu phối giống chắc chắn con cái sẽ được thụ tinh. Con đực, nếu nhốt bên cạnh con cái tại thời điểm động dục, sẽ có những phản ứng hưng phấn cao độ, cào phá mạnh, ít ăn, kêu nhiều, sông sáo và hùng dữ hơn. Nếu không được phối giống nó có thể tự phóng tinh dịch và bị kích thích. Kinh nghiệm phối, người nuôi thường cho con cái và con đực tiếp xúc với nhau trước thời điểm con cái động dục bằng cách nhốt con cái và con đực trong hai ô chuồng gần nhau để chúng tự kích thích nhau cho đến lúc con cái đứng im, con đực liếm, cong đuôi lên. Người nuôi chỉ việc theo dõi thời điểm hưng phấn mạnh nhất của con cái và thái độ cả con đực, mở cửa chuồng cho chúng tự giao phối sẽ có kết quả cao. Nếu phối giống sớm hoặc muộn hơn, thời điểm hưng phấn, kết quả sẽ kém đi, tỷ lệ thụ thai thấp, thậm chí chúng không giao phối với nhau nữa. Có trường hợp con đực tỏ ra hung dữ và đánh cả hươu cái, khi đó người nuôi phải can thiệp bằng cách tách chúng ra.